Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu có món bánh đúc mặn nhưng khoai môn nhân tôm thịt. Trước tiên là mình sửa soạn cái phần mà khoai môn mình gọt vỏ ra, mình đem mình cắt miếng nhỏ nhỏ để mình luộc cho nó mau chín thôi. Số lượng khoai môn mình xài là 420 g. Mình sẽ đổ vô là 2 cốc nước tương đương với nửa lít á. Rồi mình xài cái nồi high pressure này mình nấu nó 1 phút thôi, rồi để natural release nó. Rồi nó muốn chín hồi nào nó chín. Nó chín quá thì cũng được, tại vì trước sau mình cũng làm cái khoai tán nhuyễn ra, mình chọn normal á, ở cái số giữa là normal đó. Là nhiệt độ trung bình. Rồi bây giờ chuyển qua phần bột. Bột gạo thì các bạn sẽ xài cái bột gạo loại này, còn mình đó, thì mình xài gạo xay và bột năng. Bột gạo thì mình xài 135 g, bột năng thì xài 165 g. Cho vô một muỗng muối, rồi mình sẽ đổ thêm đó là 300 ml nước nữa, nước ấm á. Lát mình cũng sử dụng luôn cái nước mà mình luộc khoai, tại vì mình đánh khoai trong cái nồi luôn á. Và nước dừa thì mình để đó chứ mình chưa có bỏ vô, mình bỏ nước dừa vô sau cùng. Bây giờ mình để như là bột, để cho bột nó lên nó nở trước á. Mình để 22 phút natural release. Nó chín hết trơn à. Nhưng mà bây giờ mình không có xay, mình đem mình đánh thẳng vô trong cái nồi đó. Mình lấy đồ mình, bạn có cái đồ mà đánh khoai tây của Mỹ thì xài, còn không có mình lấy cái vá hay bất cứ cái gì. Mình cứ đánh sao cho nó mềm ra thôi. Rồi lát mình còn lượt qua cái rây nữa. Còn nếu mà các bạn muốn làm lại thì các bạn bỏ vô máy nó xay. Mình thì lười biếng rửa đồ nhiều quá, thành ra mình làm chỉ có nói này cũng không có tốn công bao nhiêu, mình chỉ quẹt vài cái là cũng nát à. Bây giờ mình lọc vô thẳng trong cái thau bột á. Mình cứ kiên nhẫn ngồi đó làm từ từ nó rớt xuống. Chỉ bỏ cái xác, cái vỏ, tại vì mình gọt vỏ chắc cũng không kỹ lắm á, còn mấy cái vỏ nó cứng, nó không có tan ra. Cái nồi này thì mình xài nồi nhỏ thôi, lát mình hấp thì mình xài cái nồi bự hơn. Nếu mà bạn có thể hấp luôn ở trong nồi nhỏ này, hoặc là mình hấp lên cái xửng thường cũng được, nó còn dư chừng đó cái cặn. Bây giờ thì mình mới bỏ cái 400 ml nước cốt dừa vô cái lon này là 400, nó hơi béo nha. Các bạn nào mà không thích béo á thì chỉ xài nửa lon thôi. Tại vì mình cái món này mình bột không mà làm ra cũng ít người muốn ăn á, thành ra mình muốn dụ thằng con mình ăn á thì mình phải làm cho nó béo, nó thích nước cốt dừa nhiều. Mình xài cái
cái hộp nhựa này, cái hộp bằng thủy tinh này á, thì cái hộp này là dung tích của nó là 6 cấp. 6 cấp tức là 1 lít rưỡi á. Nhưng mà mình đổ nó cỡ 2 phần 3 thôi. Quay bỏ cái rác vô, bỏ cái đồ kê. Nó đã chờ nước sôi rồi mình mới bỏ vô. Nhưng mà tại vì cái nồi nó hẹp á, mình bỏ vô trước rồi từ từ kệ nó sôi lên thì mình cứ chịu khó. Nó 7 cấp chứ không phải 6 cấp mà. Cái này là 7 cấp á. Cái mình cứ khuấy nó, tại vì mình dù là hồi nãy là mình nấu đã nước nóng rồi nhưng mà mình sợ nó lỏng xuống ở dưới á, cái là cái bánh mình nó ở dưới nó lỏng, nó đặt ở trên nó lỏng. Khi nó sôi rồi cái mình sẽ đóng lại, mình nấu high pressure. Cái này bạn nấu nồi thường cũng được, 15 20 phút là lát mình cũng hấp kê. Đó bây giờ mình sẽ xét nó là 15 phút. Tại vì cái khung nó mình đổ nó sâu á, nó dày nó lâu chín hơn. Nếu mà mình có cái sửng mình đổ cái chiều dày nó mỏng á thì nó mau chín hơn. Bây giờ trong khi chờ đợi cái kia chín á thì thôi mất công đổ đợt hai, mình sẵn cái nồi điện này, cái chảo điện này mình bỏ vô cái khuôn hình chữ nhật này rồi mình nấu luôn. Mình đổ nước cho nó thấy nó sôi lên cái là mình bỏ, mình cho mình quẹt chút dầu. Có hộp kia hồi nãy mình cũng có quét dầu á, mình chỗ phần quét mình quay quay vô để cho dễ lấy ra thôi, chứ thủy tinh mình nghĩ chắc cũng không cần quét nữa. Nhưng mà quét cũng đâu có hại gì đâu, thành ra có nước cốt dừa trong đó nó béo nó cũng chặn tụt ra luôn á chứ. Bây giờ mình chờ nước sôi chút cái là mình bỏ vô. Rồi nước sôi. Cái này mình nấu mình thấy cỡ 13 14 phút cái là nó chín. Mà tại vì mỏng á, bằng cái mình đổ cái bề rộng nhiều. Và mình nói là cái thường thường á mình nấu bò bột á là mình lấy cái cây mình thử vô nha. Mình kéo ra mà mình thấy nó không dính á là mình nghĩ là nó chín. Nhưng mà cái này á mà bạn kéo ra nó còn dính á, đừng có nghĩ nó không chín, nấu tiếp cũng vậy. Bởi vì cái khoai môn á, dù nó chín bạn kéo ra nó vẫn dính nha. Thành ra mình thử nó chín hay không á, là mình coi nó có còn mềm hay không thôi. Nếu mà mình thấy nó đã đông đặc lại hết rồi là nó chín á. Rồi xong một cái anh tròn này rồi, còn một cái chị hình chữ nhật nữa cũng lấy ra luôn, nhổ điện lấy ra luôn, hai anh cùng lần nấu high pressure. Mà tại vì nó sâu quá nó lâu chín rồi cho nên hai cái này cùng chín lần luôn đó. Nó rị ra nó cũng còn hơi dính dính một chút xíu nhưng mà nó chín rồi á, đừng có nghĩ nó chưa chín mất công nấu tiếp nữa, đến khi nguội là nó không vậy. Rồi bây giờ mình để nguội rồi mình đem mình đậy nắp lại, mình để qua bên, hoặc là nếu mà mình làm mình ăn liền thì mình để đó, còn nếu mà mình làm ăn sau á thì mình để tủ lạnh. Xong mình chuẩn bị những cái dụng cụ, những nguyên liệu để mà làm nhân. Thì mình có tôm khô 300 gram thịt heo, 200 gram tôm, 100 gram râm tôm khô, một chén hành tây sắc nhỏ, hai chén sắn dây, một chén cà rốt. Còn hành tím á, thì mình là sẽ xài 4 muỗng canh hành tím. Mình để một số hành tím để mình phi lên lấy nước thơm, rồi mình cũng để lên trên để lấy dầu thơm á, rồi mình để lên trên mặt cái bánh nữa. Rồi một
muỗng canh tỏi bằm nữa. Thịt thì bây giờ mình xay thịt ra xong, mình cũng ướp trong đó hành chút rồi, rồi cho vô tí muối, tí nước mắm, tiêu. Trong 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 thịt á bạn có thể bỏ đường rồi giờ vô tùy các bạn thích nha. Tiêu của mình ở đây cái tiêu hạt mình giả hạt bự, mình bỏ tí ớt màu vô cho nó, cho vô muỗng dầu ăn hai bên hai muỗng, mình ướp vào cỡ 15-20 phút á. Cho một muỗng rượu đỏ vô trong tôm á, rồi một muỗng muỗng tinh bột bắp ở trong cái thịt á, để khi mình xào nó không có bị chảy nước. Mình còn cho thêm nước vô cho nó thịt nó mềm, khi mình xào nó không có bị khô. Cái này mấy cái này là tùy các bạn thôi nha, đó là các cách làm của mình, cũng các bạn muốn thịt hay muốn có thêm nước hay không là tùy mình thôi. Đó là cái cách mình xào thịt, mình hay thêm nước lạnh mình ướp vô cái thịt cho nó mềm cái thịt. Tôm thì mình xắt ra cái hạt hạt vuông vuông vậy, còn một các bạn muốn bầm nhỏ ra hơn cũng được. Tôm kho mình cũng con nhỏ thì mình để nguyên, còn cái con nào hơi lớn lớn thì mình cũng rứt nó ra nhỏ nhỏ, mình bỏ vô cỡ 2 muỗng canh dầu để mình xào sơ cái hành, coi như phi cái hành tím cho nó thơm một chút cái rồi mình xào hành cho nó thơm. Xong mình lấy cái hành này ra mình để lên phía trên chứ mình không có bỏ xào nhiều hành quá trong xào. Muốn mà mình làm cái hành mà hành phi á, thì cần nhiều dầu hành mới đẹp được, còn làm kiểu này hành nó còn còn cái chất ngọt của hành ra làm cái hành nó nếu mà mình làm lâu quá thì nó đen đi cái đường ở trong cái. Còn làm lẻ thì có những cái vẫn còn mềm. Bây giờ mình mới bỏ hành tỏi vô mình phi. Mình lấy ra chút dầu để cho bỏ vô cái dầu hành đó. Nhưng mà mình chưa bỏ liền, để chờ cái hành nguội, cái dầu nguội mình mới bỏ vô. Bây giờ mình bỏ hành tỏi cho nó bắt mùi thơm rồi mình mới bỏ thịt vô xào. Trong khi mà mình xào ở này á thì mình bỏ cái củ sắn, hành hành tây, cà rốt mình bỏ vô microwave cỡ 2 phút á, cho nó chín trước. Rồi cái mình xào cái này vừa chín đó là mình bỏ cái còn hơi nóng hai bên đó là mình bỏ vô luôn. Mình bỏ tôm khô vô sau cùng chỉ là để cho nó hút cái nước ngọt chung với lại cái tôm thịt kia thôi, chứ còn cái tôm này nó cũng nguyên của nó cũng đủ ngon rồi. Làm với cái số lượng của mình làm đó là mình nghĩ ăn cỡ 5-6 người được, chứ còn mình ăn cỡ 3 người là ớn chết luôn á, ớn dữ lắm. Mình hồi nhỏ lớn mình không có thích ăn bánh đúc, nhưng mà tại cái này mình làm có common làm thì nó ngon hơn.
Đó bây giờ chỉ rồi xào nó thôi, cái rồi nêm nếm vừa ăn. Các bạn có muốn nêm đường, nêm cái này nó ngọt, cái nội cái củ sắn nó cũng ngọt nữa, mình cũng không biết là mình bỏ như vậy mình thấy là vừa rồi, chỉ cần nó thơm thơm lên thôi. Chúng ta mùi hành tỏi lên rồi, rồi mình bỏ thêm hành lá vô cho nó đẹp, mình bỏ thêm cái ngò gai mình sắc nhuyễn á, bỏ tiêu vô nhiều, mình bắt xuống rồi mình phải bỏ tiêu cho nó thơm, lạc và cứ nêm vô. Lát mình cũng có ăn kèm với nước mắm nữa, nhưng mà nước mắm mình ăn kèm là nước mắm lạc. Đây rồi, sau đó là sau khi mình xào xong đó, được hai hai hộp vậy, hai hộp ăn với hai hộp bánh, hộp bánh. Bây giờ thì chuyển qua cái phần mà làm nước mắm. Mình sẽ làm nước mắm chua ngọt. Nước mắm này lạc lắm, chan giống như mình vô để cho nó đỡ nó khô á. Tại vì mình có sẵn cái tương ớt thì mình bỏ vô, còn nếu mà bạn không có tương ớt á thì chỉ là giả tỏi với giả ớt vô thôi. Mình làm á thì công thức pha nước mắm lạc của mình á là một chanh hả, hai đường, bốn nước mắm. Nước mắm này lạc mà cũng lạc vừa vừa. Rồi bỏ ớt tỏi vô nữa, vì vì nó là lạc á, thành ra ớt tỏi nó dễ bị chìm xuống lắm. Tại cái tương ớt này á, nó đã cũng có một chút mặn ở trong đó rồi, mà bây giờ cái nước mắm này mà nó lạc á, thành ra nó nổi không có bằng với làm nước mắm mặn. Cái đó là mình làm tại vì có đường, mình làm cho một mình á chừng đó. Rồi, những đây là tất cả những cái thứ sẵn sàng để ra dĩa. Bây giờ thì mình làm để mà quay phim, thành ra mình khui cái chưa ăn, cho nên mình khui cái nhỏ trước, cái mà mỏng á. Cái bánh lấy ra nó cong cong, nó mềm. Đây là đồ nghề của mình mua nhiều cái lắm, nhưng mà cuối cùng thì mình chỉ chọn được cái mình đang xài đó thôi. Mấy cái kia, cái đường răng cưa của nó cạn, mà đã vậy nó còn có bị sắc sét sét ăn á. Còn cái này nó là bằng stainless steel, nó cũng bén nữa. Không làm để chừng nó hết, bị hết pin phải sạc. Đây là mấy thứ để chuẩn bị sẵn để ra dĩa. Mình cắt một miếng trước, hai hộp nhân, hai hộp bánh đúc, nước mắm. Mình làm ít nước mắm đi riêng cho mình thôi. Đậu phụng rang, rau bỏ trên mặt, hành phi, củ cải, cà rốt chua ngọt, hành, dầu hành. Rồi bây giờ thì mình ra dĩa, mình sắp sắp bánh đúc ra trước, bánh đúc khoai môn ra trước, nhưng mà không biết sắp làm sao, sắp đại giống cái giếng á. Giá thì giá mình làm nó giá này, cái bỏ microwave mình không có lật cái lá, thành ra nó cái lá nó hơi đang đen, làm chín ra nó đen, chứ bình thường cái lá vàng vàng thôi. Bỏ riết hồi cái không thấy bánh đúc ở đâu hết trơn, thấy toàn đồ đó là mình chưa bỏ rau á.
Nếu mà ngày xưa mình ăn bánh đúc ở quê mình, nó chỉ để đó cái bánh đúc, không có làm khô môn, chỉ làm bánh đúc bằng cái khoai củ ngải, củ chóc á, gọi là củ chóc à. Là ở ngoài Bắc á, thì người ta gọi là dông riền, nó phân biệt với cái loại dông. Sau khi mình bỏ nhân lên rồi thì mình bỏ cái rau xong, giá rồi xong thì mình rắc đậu phộng rồi mình chan nước mắm. Cái này làm vậy chứ một dĩa đó nhiều quá. Xong ra dĩa ra được vậy rồi chan nước qua mắm vô, mình chưa, bây giờ mình chưa ăn, mình chỉ rưới rưới lên chút xíu cho vui thôi. Còn rau á thì ngoài cái ca xạ, ngoài cái giá, rau thơm, mình thích cái rau thơm gì mình sắc mình bỏ vô, mình có thể ăn xà lách rồi dưa leo hay là cái gì. Bây giờ thôi sẵn tiện mình làm luôn cái dĩa thứ hai luôn. Nói chung là cái video này coi như tới đây là cũng như là xong rồi, chỉ ra dĩa rồi đáng lẽ ăn thử luôn á, nhưng mà mình chưa có, mới ăn cơm xong chỉ làm để đó cái rồi chiều mới ăn. Hành phi này phi ít dầu quá thành ra nó có giá, cái hành phi nó không đẹp, làm riết hồi che hết trơn cái bánh đúc. Rồi cái này là nó dư lại, ăn xong rồi còn dư thôi, mình làm tiếp để cho nó vui, cắt kiểu khác, cái khui luôn cái hộp kia như là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.